thấy rồi chưa? Chú nhắn lại tin cho con chưa chú đang quay đó. Đang quay đây. Đang quay đang hả chú nhắn. Ừ. Con phải về thiên dữ lắm hả mẹ? Con phải về thiên dữ lắm hả mẹ? Ăn cơm chưa con? Ăn cơm chưa? Hồi nãy con ăn cơm với trứng vịt chiên á chú nhớ. Ồ, đúng là trứng vịt lộn ha. Con ăn cơm với trứng vịt chiên á chú nhớ. Trời ơi. Con phải về thiên đó mẹ. Trời nắng nóng quá bà bác ơi. Có ớt không anh Tú? Cắt ớt bỏ vô mấy thằng sò đi cho nó cái cho nó ra nhanh. Sao nó tao nghe cái mùi hôi hôi vậy tài trọng? Có vài con chết. Trời ơi trời. Thiệt chứ luôn hả? Chứ ông ăn sò ông hốt vô cho tao mà tao có liệu ở đâu. Có con tao chết ra liệu. Đó bữa nay nó nhóm lửa cháy luôn ta. Trời. Đủ nhóm lửa bình thường chứ đó con chơi lò củi không ở nhà chứ ông làm với tôi. Gì vậy trời. Đây đang luộc trứng vịt cái nhà ơi. Trứng vịt mà có nhớ có đợt đâu mình nghe nhỏ nào ở trên mạng á luộc bằng nước dừa rồi bỏ ớt gì vô rau găm gì bỏ vòng vòng trong chứ cái này ăn vô lạt ngắt lạt nhiễu không mình nhìn nó làm nhìn hấp dẫn lắm ha. Cái ăn vô cái gì mà nó cũng bình thường thôi có thay đổi gì đâu. Xong của mình vô mình lựng mình nói nó vậy luôn à. Ồ đúng là vị khác nước Việt Nam không nên đó. Không, ta thấy nó bình luận lên nhiều lắm, mà nhìn nó làm hấp dẫn lắm kìa, nhìn nó đẹp lắm kìa. À, mà thấy cũng ngon, mua về làm thử liền. Kêu anh Tú nè, bữa đó kêu anh Tú bẻ đâu hai trái dừa. Luộc thử. Trời ơi, ăn nó cũng y hệt như mình luộc nước lã thôi, chứ có cái gì đâu khác biệt. Không, luộc nước dừa. Thời tiết bây giờ cả nhà nhìn thấy nó khô cằn sơ cờ hết trơn. Có nó còn chết nè. Hả? Nó còn chết. Rau rắn đất lượm lụm hết trơn, nước gì sói vàng khè vô Tú. Nước phèn đó. Nó phèn á hả? Ừ, tới mưa xuống nó trôi đi à. Phèn dính mặn á. Cái nước này là gà vịt uống vô là lụm nè. Nhưng thuốc độc chứ. Mình uống vô rồi sao? Mình uống vô chắc mình nỉa chắc chết. Điểm chết không chết đâu. Cũng là mình chạy tiếp nhậu đó đi anh Tú. Ở đây mình đi cho nó mát. Chạy 5 giờ rồi nó mát cái gì. Rồi mình cắt cùi cái thang đó rồi sao không Tú? Mình bỏ vô cái lò thiết hả? Có cái son không? Có cái son nào mà cũ cũ bỏ không? Có cái thau quá ta. Ờ, cái thau cũng được. Chứ còn cái lò để lên biết nào mà nó chín. Đau quá. Ừ. Này ba anh em mà cả nhà ơi. Ủa bà chế đâu rồi ông Tú? Đâu rồi. Quán này. Kêu ra mà ăn sò chơi với trứng vịt được nè. Chơi. Đâu có tiêu rồi. Chà, đủ không ta? Trời ơi, sò mấy hồi, đâu phải thịt đâu sợ. Sò mau lắm. Sò nướng chín bắt đầu có ăn đâu ngon. Nụ, hợp lý ha. Vừa hả, không có là mình lụm mà nó lội đó mà nó mau. Nóng dữ vậy trời. Lấy miếng đụng đỉnh mình tha vô luôn anh Tú. Ê, có ai mời mà đám dỗ ông Tú? Ở đâu? Hả? Ở đâu? Có ai đâu? Trời ơi, đây đám dỗ, không biết hả? Quê đám dỗ không có mời không hả? Nhà nó lầy đó hả? Đâu phải, nhà nó lầy còn tới lâu lắm. Ở đâu? Bữa nay đám giỗ của ông Hùng nè. Hả? Vũ Hùng hả? Ừ. Vũ Hùng ai mời mày? Ủa? Mình tự tổ chức ăn nữa à? Tự làm ơn nha, mời trời. Để đâu? À, thì ông thấy để đâu được thì để, hợp lý thì để thôi. Để đó đi em nướng cho. Gần lá ứng không? gần nhà lá hả? Sợ nó nướng á. Bỏ đi mày. Không, con ăn được. Con này chứ khác loại thôi nè. Con gì mà có lông nhiều nè. Đừng bỏ uống lắm nha. Con đó để dành cho anh á. Ê, đổ ngoài chiếu. Hết luôn rồi đó. Nhiều đó qua được rồi.
bộ bỏ vô em đây được ha. Hết vốn rồi. Để bây giờ nè. Vốn yếu quá. Bây giờ mày đổ vô cái nó rút vô cái chắc hết trơn luôn quá. Rút vô trái hả? Ừ, nó hao lắm. Bữa đó đổ đồ 3 lít đó mà vô cái chút xíu cái nó giật xuống còn nhiêu đây. Đầy luôn nè mà giật còn nhiêu à. Rồi ha. Trời trời. Rút vô á. Ừ. Vậy là mình khi nào mình ghiền ngủ mình ăn cái trái này là mình xỉn luôn đó. Nó lấy ra nhai luôn rồi. Trái này mình ăn khỏi uống. Cái đông đỉnh á, tao không biết ăn được hay không nữa. Nhưng mà chỉ tao hồi đó giờ chưa biết ăn được hay không, tao chỉ biết là ngâm ngủ thôi. Ngâm thôi cho được ăn được. Không, tao còn biết công dụng mà hồi xưa đi học nữa. Tại sao? Ủa hồi đó bạn không có hả? Có cái cây đụng đỉnh gì đó có. Cái trái đụng đỉnh này nè, cái mua ơi bẻ cái chét vô ghế cho cô giáo rồi đó cho bà ngồi lên. Trời trời. Đây ngồi lên chắc chướng lắm à. Thế có thiệt ha. Wow, hồi đó mình có thiệt cả nhà là nguyên lớp luôn đồng lòng lắm. Cái là đi học cái là bẻ cái trái đụng đỉnh với cái gì ta? Cái trái mắt mèo á. Mượn cái chén này con học. Cái chén này thôi. Với cái trái mắt mèo á, cái thà là lưới ghế hồi đó đi học rồi là cái giác con ngứa. Cái giác ngứa nhiều đâu, không bằng gốc đụng đỉnh là đỉnh ngứa chứ lắm. Đụng đỉnh là nó ngứa kiểu găm gan khó chịu lắm. Hồi đó tự lấy đụng đỉnh tha vô tay vô chân nè, nó cho nó thử cảm giác nó ngứa như thế nào. Gấp cho nó đi Tú, gấp cho nó chứng dịch ăn đi. Trời hào á. Cái về sau mấy lần sau cái cô giáo vô ngồi lại cái nữa bà lót bí giấy, vô lên ghế bà mới dám ngồi. Không phải cái ngứa là gãi sướng lắm. chắc nhịn luôn chứ chứ cái chứ lúc đó bà. Không, cái đó mà nhịn. Cô giáo ngày xưa mặc áo dài rồi đó. Rồi nào không? Nhịn thì nhịn chứ nhịn không chịu nổi đâu. Bà cũng giả bộ kìm cách nó bắt đi vô. Chú nhớ. Ờ con ăn đi con. Này chú nhớ. Lấy cái đồ đặt cái máy quay lên cả nhà ơi. Để cầm hoài mỏi tay quá. Kéo nè. Được không? Không, thấp lắm. Để thêm cái máy cho nó thôi. Vô. Vô em xin phép mời cả nhà ông đi nha cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Bỏ vô đây. Không thôi để cho nó nguội. Để thôi. Vô anh Tú ơi. Lâu quá 2 năm anh em mới gặp lại ha. Đầu 2 năm 2 tháng. Vô đường cả nhà ơi. 2 năm có gì nữa, năm rồi. Chứ năm nay. Ai nói mày? Bữa nay là nghỉ lễ nên nậu khô máu luôn. Đồng mắt trong mâm luôn. Nghỉ lễ như được 3 ngày phải không ta? Không có ngày mà. Mai trở lại vị trí đầu à. Có 30 tháng 4, 1 tháng 5 á. Thì nghỉ được nhiều. 5 ngày. Không mất, không biết hay chồng không mất rồi. Đồ lấy em trai nó đi. Tao uống hết à? Chơi cái chiêu như mày ăn ốc chỗ này nè nhớ, lạnh vậy nè, nóng quá mày cầm vậy nè, húp nè. Ra chén này, cho nó chạy. Uống vô vô đá nè. Con này muốn ngọt chứ là muốn lấy vô, cái này cũng ngọt nè. Tính ngựa nãy ngủ con tèo xuống không chơi. Đi xuống học. Hết công chuyện. Ngủ con lưng nữa. Thằng lưng hôm qua nó ngủ tôi mà cái nó về nhà lúc nào ta lưng là rồi có anh toàn về cái nó xuống chơi đó. Cái thằng nó mua con vịt xuống đó đó nhỏ chiếu tuổi mà bự con nó chừng đâu 17 tuổi dữ lắm. Đúng rồi, 17 luôn đó. Có thằng Hào mà giòn Hào nó có chút bé mà nó ba lớn đó, đó nó mà đúng tuổi nó ra chắc nó như con dồi luôn. Thứ nó bây giờ nó bằng hơn em đó, thở em à. Gần nó à, chừng... Nó, đúng rồi, nó nặng tí anh em đó. Ừ. Đúng rồi, trứng vịt là cái nước nó ngon nhất hết á. Ai mà luộc mà cũng vậy, nó khô quá là nó hết ngon. Luộc khô nước là nó bị khô chảo nó mới khô nước thôi. Nước nó vừa vừa thôi. Ừ. Đúng phút nó ngon. Nó nước nhiều nó ngon. Nói đổ nước cũng nhiều, tao có niềm nhiều á. Trứng vịt này nhiều người ăn có nhiều cái môn môn nó thích lạ lắm. Đổ chén tự chấm ơn luôn. Muốn về đổ chấm ơn đi. Vào. Cá tép nhau cải không? Đổ luôn cái cho rồi. Thịt cá tép nhau cải không? Còn quên hả? Con đi làm nhiều, con chấm cho lâu nhiều. Bởi vậy? Không nhiều lắm. Biết sao? Tại nặng tóc vô cái gì quá. Tính nặng ba cân. Thầy ông múc cho thằng Hào nữa làm chi.
Để cái này mình xử lý kịp mà. Vô ra cầm hộp dịch vô cái này giống như ly củ rồi hộp vô. Vô đi lên đạn cái. Vô. Mày ăn. Nè. Tôi kêu ông cầm cái này lên vô đâu nè. Ừ. Hộp dịch mà cũng vô mày nè. Ừ. Vô. Húp nước á, mà húp nước nữa nè. Cho tự như củ á. Ăn mà không bóp cái dịch lại rồi mà xuống Dương Dương. Còn mày đổ rượu vô đây nè, tao húp luôn. Dương Dương múc nước ra không? Mày nhớ đó. Mày đổ rượu đây nè, mày khỏi uống ngoài ly, đổ vô cái hộp dịch luôn, uống luôn á. À, ăn luôn nhai luôn à. Chơi vô nhớ mày. Khùng nhá. Lâu lâu hộp dịch lợm năng lần lần đã ha. Ừ, có lần tao thèm. Lâu lâu có tao thèm. Tao đấy, ý của tao tính kêu mua hộp dịch luôn, mày nói thôi mua hộp dịch luôn đi. Ý của tao cũng tính vậy nữa đó. Có là tao lâu thèm. Thèm cái mua cái chừng 4-5 trứng về nhà ngên nè, luộc. Bây giờ nghe nói trứng vịt nó rẻ. Trứng vịt tươi mình á. Sao đó thì còn vịt lộn tao phái chứ là món luộc luôn thôi à. Tao thì nói tao không thích xào me gì chứ. Tao phái luộc à. Xào me cái mình không có húp cái nước ở trong cái trứng vịt được. Ăn luộc bình thường chỉ được khổ thằng mà xào me xào bụng gì. Có nước nó hút ngọt, xào nó khô quá. Thấy nè, cái con nó có cái mỏ luôn nè. Những cái trường hợp này nè, ở nhà biết sao không? Nhìn nó thấy ghê ghê mà nó ngon lắm nha. Nó có một đợt em cũng nói trên nhiều trên video rồi. Là ăn một lần đó là em hết chấn ăn luôn, để lần này em nói lại thêm lần nữa để cho những người mà chưa nghe câu chuyện của em á. Là giống như cái con bơi có dịch bơi lớn này nè, ăn tú. Ăn cái lẩu, mình ăn cái lẩu, những cái lẩu mà mình đập trứng vịt mình bỏ vô á, như lẩu bồ đung rồi kia rồi đó, nhà em cũng đang nấu cái lẩu. Các em mua trứng vịt về. Các em cũng lắc, các em đập trứng vịt bỏ vô cái nồi lẩu. Ừ. Vậy đó. Rồi nhau đập. Các em nhìn con vịt á, nó chớp cái miệng vậy nè. Trời ơi, độc ác luôn mà tao. Rồi, tao thấy tội lỗi lắm, tao lấy nắp, tao đậy lại liền. Rồi, một trứng một lần rồi đó, sao tao hết cho ăn kiểu đó luôn rồi đó. Thì mai mốt là hết cho ăn kiểu vậy rồi. Thà luộc đi mà không có thấy, không có gì. Tự nhiên mình đập ra cái nhập cái mỏ nó nhúc. Ờ nó chớp cái mỏ nó nè. Trời tao nói vậy em muốn nói mày cái gì đó. Nó kêu mày đừng có ăn nó nữa đi. Trời tao nói trời. Tội cho nó nè. Má trời ơi. Mày ăn tao đi rồi mày xuống dưới mày dập tao. Thì nó tàn nhẫn vô nhân đạo quá. Nó chăn dối với mày đó. Nhưng mà mày cũng khác quá. Cho bọn vớt ra liền mày cứu nó liền. Vớt nội. Vớt ra mày bỏ vô hộp vịt. Ôi chuyện đừng nhắc nữa. Được rồi tao đó được rồi. Mà nhỏ biết em hái ăn cái gì không? Em hái ăn chồng đỏ, em không hái ăn con, em sợ con lắm. Rồi sau này lớn chút á, em mới biết trời, hồi nhỏ sao mình đúng ra mình ngu dữ vậy ta. Sao mà con trong hộp vịt lộn ngon nhất là cái con đó chứ ngủ. Mà mình hái đi ăn chồng đỏ, con mình nhường cho người ta ăn. Không cũng đúng là chậm đúng á. Nó cũng có những giai đoạn đó. Ừ, tao hồi nhỏ là tao ăn chồng đỏ không? Hồi nhỏ hay giai đoạn mình thích cái mề. Ừ. Về sau là thích cái đồng vàng. Vậy sau nữa thì nó lớn lên chút nữa thì thích cái con ăn con đó. Bây giờ tóm lại là thích ăn con nhiều ha. Ừ. Mày ăn cái gì cái vịt giữa á, không có ăn đi. Ăn cái vịt giữa thả ăn vịt thúi ngon hơn. Ừ. Thúi là phải thúi cho tới ăn mới ngon. Thúi dao á. Thúi ba mứa ăn cũng ngon. Phải mạnh yếu mình ăn nó dập chết. Tiêu. Mấy người đại đâu không dám ăn thịt lộn đâu. Dập ghê quá. Có nhiều clip anh ấy đăng lên đó. Nó sợ lắm. Bóp vậy nè nhá. Bóp vậy rồi không hôi xuống nhìn vương cái nước thấy bà luôn. Cái câu nói dân gian. Câu nói ông bà. Ê coi trên sò nó khét rồi. Không quên nãy vô lo nói chuyện đâu quên cũng này á. Ờ có con nó chín rồi nó ngay chặn tay về luôn rồi con đó. Nó chín rồi. Vừa chỉ ra được ra đứng mấy khô quá ăn không ngon. Rồi bỏ lên đó luôn đi cái gì cái mẹ đó chín hết trơn luôn rồi đó chọc đem nó hết trơn luôn đi. Chín hết trơn luôn rồi đó. Đừng có tha thế mà gấp hết trơn ra đây hết trơn đi rồi hả. Chín hết trơn rồi mà đem ra ngoài luôn đi. Rồi hả thay cái mới vô. Đợi chứ này nữa là nó hả không có trơn quá rồi. Chín hết trơn rồi đem ra hết trơn luôn đi. Nó khô vậy là chín rồi nè. Nè, đưa cái dĩ đây ăn. Cầm miếng dĩ đi, giọng làm cái gì gấp từ con đi, con nó cực khổ quá vậy. Rồi đút luôn cái chút chưa luôn. Có nhiều con nó chưa chín nha. Chín hết trơn à. Trời ơi, em lịch sự mà anh ào một cái vậy đó.
con này sao ăn gì đâu còn hấp dẫn nữa. Lại lại coi chừng bị thúi. Em tính để từ con tụi con mình ăn chim dưỡng ăn mới ngon. Sửa lại. Bỏ đây, bỏ cái khác vô. Anh con nè, con sò vậy đâu nó vừa há họng ra nha bà con. Nó ngọt thì quá. Chứ đúng là nó vừa há họng ra là con đó hả? Ủa anh nhìn vô sò lông với sò lá anh biết phân biệt được không anh Túc? Không. Sao sò lá, sò lá tao thấy giống như sò lông mày. Chán luôn nát gì đâu. Dân chuyên nghiệp nhìn biết chưa? Mà sò lá thì nó mắc hơn sò lông à? Sò lông mắc hơn khùng. Sò lông mắc hơn hả? Nhớ giờ nghỉ hút thuốc rồi nhớ. Hút được không? Hút được không? Nói sao không kêu nhỏ nó mua? Có mà. Mua gì? Ăn sò lông vô nó bổ gì anh Tốt? Ăn sò lông nó bổ lông. Ừ. Ăn sò lá nó bổ gì ta? Bổ lá hả? Cái sò lông nó bổ gì? Lông thì ăn vô nó lộn xộn, lông chân nó bổ thì lông chân. Ừ. Ăn hộp chục lộn vô nó bổ trứng. Trứng hả? Ừ. Ăn trứng bổ trứng. Ăn gan bổ gan hả? Rồi vô cái này hả gấp? Đưa nhớ thôi. Từ để thấy giá than nó thấy cho nó còn cháy lâu lắm đó. Thấy gì nó còn cháy lâu nó còn lửa nhiều lắm mà. Là anh bỏ cục than chắc. Hồi tối ngồi nói chuyện với thằng Tèo. Biết sao ông Trọng? Cũng tao cũng hỏi nó hỏi chơi nó vậy đó. Nói chuyện gì? Hỏi vụ đám giỗ ai mời mày ông Trọng. Đó Tèo nó nói không ai mời nó chứ. Cái nó hỏi đám giỗ ai anh nhớ? Đám giỗ của ông Hùng á. Ừ. Vậy hả? Cái hỏi ông Hùng nào? Ông Vua Hùng á có mời mày không? Vua Hùng hả? Trời ổng có quen biết gì em đâu mày. Nó trả lời vậy. Nói vậy tình mới, nói vậy tình. Ờ nó thiệt tình đó, nó nó thiệt tình á. Cũng vui vui nha. Nó có quen biết gì đâu mày. Nó thiệt tình chứ. Xàm má nó trả lời câu á mình ná khẩu luôn, nó chọc nó chơi mà nó trả lời câu má không biết đường đỡ, cô em biết gì đâu. Người biết nó mời. Em mời cả nhà ăn với em con sò lông nữa cả nhà ơi. Này sò lá phải không à? Tóm lại là sò gì? Mà sò lá. Hãy chứ sò lông vậy thôi chứ. Sò lông nó có lông nhiều phải không? Ừ. Sò lông có lông nhiều. Ở ngoài nó có lông, ngoài cái vỏ đó. Em thấy sò lông mới bây giờ nó xinh nhiều á. Còn con mấy tại đâu ta? Mà đưa anh con nó ra chồng. Con gì lạ lạ đó. Ở con nó đó. Thử coi. Chồng cá con có lại chứ con gì trời? Chim chép lông. Cái này con sò dẻo hay chứ mà. Không phải chim chép đâu ơi, con này không phải chim chép đâu. Nhớ. Để mình để đại như chiếu anh nè. Con này là ưu tiên anh. Đừng bỏ nhá, để đại như này vậy nè. Đại đi. Vô giấy gì đâu. Nó không có đại đâu. Nhỏ nhỏ chia ra đi bắt ốc hương á hay còn gọi là ốc ma nướng chấm con mẻ ngon á. Nó con ốc sò chọc đó hả? Ừ. Bây giờ đâu dám ăn đâu. Ăn bệnh chết. Bây giờ ăn bệnh chết. Hồi đó hồi xưa mà nói làm cái kỹ á. Không, kỹ cũng gặp á. Dám ăn nó kỹ rồi. Kỹ rồi mà ăn rồi. Nó trong cơ thể của con đó nó có tháng có này kia. Chứ không phải là nó dơ bề ngoài. Gì? Nó trong con mẻ. Cũng nhiều ví dụ như trong cái bụng cái con gì đó. Đâu hoài vậy? Nó bị cái gì đó đây sòi bắt đâu hoài vậy. Ờ đó nó còn mà con cá nó nhớt lắm mẹ ơi. Nó nhớt rồi làm sạch nhớt mấy hồi. Nhớt. Thường thường đó là bắt nó về rộng được mấy ngày á, trong khi có trời ơi khủng quá. Bỏ ba cái phèn chua vô cái hết trơn nhớt. Tao như bắt nhỏ thì bắt con nó rộng có 3 4 ngày ăn mới dám ăn. À, cũng nhiều cách để mà làm hết nhớt nước cơm rồi nè. Nó lum la mà sạch nhất là có phèn chua. Đấy, nó có chút bé hả? Thôi không.
đợi có con chết rồi bắt giục ra rồi. Con chết nó cái này nó không còn nằm trong cái vỏ nó nữa. Ừ. Rồi, chiếu trời, cái gì gông không nó giục luôn cái cháu gọn nó. Chiếu. Gông gì không mà trống. Như cái này nè, hết ngon nè. Như cái đó vừa hả hồng ra đó, cái đó đem chúng nó liền đó là nó ngon đó. Không, nó hả nãy giờ đó ông ơi. Ừ, cái đó hả nãy giờ rồi. Hả trước đó. Gì đó hả? Ừ. Hả nãy giờ rồi, em nói anh nãy giờ mà. Không phải là nó chính là nó hả hồng đâu. Tại nãy lúc mà em cắt ớt vô là khoảng 2 3 giờ cũng trao là nó hả hồng ra đó. Qua nó hả hồng gì? Ừ. Ủa, nó có hả? Ừ. Nữa nè, tới nữa nè. Anh coi nè nó hả hồng giống được không? Thấy không? Chín nướng khô khô chút xíu vừa khô thôi. Chín là hồng ra mới đem lên nướng được chừng 5 phút rồi. Mới vừa chưa nóng vỏ nè. Sao không? Ăn, bởi vì em mới gấp từ con em bỏ xuống. Cái con này theo như mình tới trong là mình ăn giống ngon lắm bà. Ăn được chân ngon mẹ. Cái máu mẹ đâu sợ. Làm gáo á. Vô mời cả nhà luôn cả nhà ơi. Chúc cả nhà có một nhà lễ vui vẻ nha. Vô. Lớn chắc có thể là ngay trong cái chỗ đình Hùng nó mới lớn thôi, cái khu vực đó thôi, còn mình ở đây cũng như ngày lễ người nghỉ bình thường thôi, có gì đâu. Nhầm người ta còn không biết tới. Rất nhiều người không biết tới. 30 tháng 4 một năm á, cái đó nhiều người biết. Bắt trong đại thấy cái chân chỗ đó mấy ông hay có cái đền Hùng đâu á, mấy ông cốm lại đó. Bữa nay á cái nhà là có một cái dịp hình như là hôm qua với bữa nay ở xứ mình có một cái ở quê Bạc Liêu thôi chứ không phải là tại đây. Dưới đó đại luôn ha. Có nghinh nông đó cả nhà, cái vụ mà để nghinh nông nó lớn lắm. Ở dưới kia bằng dưới giáp biển Gành Hào á. Ở Gành Hào nghinh nông cái nó đi mà lên ghe rồi chơi bời, nó có tục lệ mà những người ngư dân đi biển đồ nó cúng heo đồ kiểu lắm. Là có bữa nay là dưới là vui lắm. Thậm chí là bữa nay là em tính lâu rồi mình có lịch là em tính đi có lịch là đi xuống Gành Hào rồi đó. Là cũng tính là nếu mà có xuống dưới tính quay phim rồi lại chơi cho bà con được biết. Nhưng mà đột sức thì không có. Rồi ở nhà chơi. Ở nhà cái trọng nhắn tin cũ đi nhậu. Nếu mà đi xuống dưới thì đâu có nhậu đâu. Ừ. Dưới chủ yếu là quay quay cho ta biết được rồi. Ờ dưới là đi quay phim rồi chơi chứ. Chồng anh. Rồi. Rồi em đi xa cũng ít nhậu. Đi xa trời khuya ngủ lại á, rồi chơi được. Rồi ta ngủ lại nghe mà. Nếu chơi là tâm lý thoải mái, là chơi là chơi khô máu luôn. Còn mà đi chút xíu về cái nhậu á, nó lưng chừng. Một cái là nó hứng quá hay nữa, nó chơi cho khôn, nó chơi cho tới nái luôn. Cái mà nó lưng chừng, cố rồi, chưa có tới gì hết trơn mà thôi. À không có chơi luôn, không chơi là không chơi luôn. Học gì lộn đây nó rẻ hả anh Tú? Ừ, rẻ lúc này rẻ rẻ rồi, chục có 30 à, trước rồi là chục 45 ngàn, 50 có luôn. Còn dịch lạc của nó chế mày mua đâu mà thường xuyên, mỗi lần mua 30 ngàn, 10 mà bây giờ còn có 17 ngàn. Nó mua có 17 ngàn mà nó nằm ngay trứng nhỏ ra không được bự ha. Nói chung tiền nào cũng lấy. Mà bữa nay mày mua con ấy cũng vừa đâu có nhỏ đâu ha, cũng vừa vừa ha. Không lấy dịch cúm gia cầm á. Trời ơi nó sợ chứ mày sợ gì nữa. Mày luộc cái giống gì nó chín mẹ hết trơn rồi nó còn cái trùng bọng gì không nó còn bị cái gì trong đó. Nó sợ gì lắm. Anh nhớ có một đợt dịch cúm gia cầm đó, những năm 2000 á, 2000 nó mấy rồi đó. Có một đợt dịch cúm AH5N1 á. Ba cái dịch nó rẻ thúi. Giống như là to luôn vậy. Mà tôi sợ không dám ăn. Tao không dám ăn. Đem ra ăn cho coi. Trời ơi em đã không chết. Hồi đó mà tôi đâu dám ăn đâu. Cái ông thầy giáo á, ông thầy giáo ở kế bên nhà, ông luộc ông ăn. Mà nó trời ơi, dám ăn quá hả thầy. Trời ơi, mày luộc trên 100 độ C là không có sao đâu. Mấy con người bị gút thì chết hết trơn à. Ăn uống rồi qua nước sôi á, nước sôi là 100 độ, trên 100 độ cái là nó chết hết trơn à. Tôi đâu dám ăn.
đó hồi đó có chục có 1.000, 2.000 gì à, rẻ đó là những máy to chứ đó, mấy cái chiến dịch đó. Quá rẻ ha. Trời ơi, nó phải là nó bán còn như to vậy đó, phải là bán nữa. Chục có 1.000, 2.000 gì à, có ai ăn đâu. Rẻ hơn kẹo nữa trời. Không ai ăn gì hết á, thời điểm đó rồi cái ổng sợ người ta sợ tao đồn ăn. Quá ta sợ cái ổng ổng luộc lên ổng ăn, ố ổng chiên ổng ăn bình thường có nhầm nhói. Cái tao cái bên nhà tao hay qua chơi thì thấy ổng ăn tù ăn chữ chịu chơi dữ trời, thầy chịu chơi dữ ta. Cái con đợt nữa ổng mặn cá lóc á, ông thầy đó năm cái năm đó ổng về quê mình là ổng tầm 20 mấy tuổi rồi, ổng nhỏ tuổi hơn tao bây giờ. Cái ông làm cá lóc mắc cười lắm. Ông quê Nghệ An, cái nhà ông quê có ông đó là ông ở Nghệ An, ông ở cái chăn cùng quê với Văn Quyến, cầu thủ Văn Quyến mình luôn đó. Thời điểm đó trên cái chăn cái thời điểm mà SEA Games 22 luôn á. Cái ông nói là Văn Quyến cùng quê, ông biết Văn Quyến luôn. Ông mằng cá lóc á, ông Tú. Ông mằng cá lóc, ông nó không biết mằng cá lóc mắc cười lắm kìa. Ông làm cá lóc mà ông khứa ra thẳng hết trơn rồi, ông mới đánh dãy. Tôi qua tao bắt cười không chết vậy. Tào lao vậy. Có lóc cũng làm nó mỗi đi dở dữ vậy. Ừ. Bánh dễ chặt thì thôi, rồi sống có mỗi bụng ra rồi sống thôi. Cái dạ không biết mà ổng chặt, ổng khứa ra sẵn rồi ổng mới đánh dễ sao. Cái đó mới có ác nè. Thì người ta có người ta không biết cái chỗ đó đó. Chứ ông mà biết thì mình đánh dãy trước rồi mình mới làm sao phải không? Mà cái này ổng khứa ra sẵn rồi ổng mới đánh dãy. Thua. Tại kêu ổng rồi chứ thật cái thời điểm đó ổng có 20 mấy tuổi à. Sao ổng ai làm chứ vậy? Làm con thì ngưng tới giờ, kiếm con là ướt của thôi. Ông này sao nãy giờ nước không hà hồng ta? Nhớ nó là nãy thủng thủng gì, dám trà đó quá. Trọng á. Bỏ, để hồi cô lại. Nó còn sống rồi mày. Nó còn sống rồi. Nhìn được mà nhìn thọ nướng lại mấy hồi sống mà nướng lại à, không đừng nướng lại thôi. Học gì lộn mà đó vậy mang 3 trứng trở lại à. Ta nội đó hồi đó nhớ không có đó một lần nữa. Ông nói hồi đó Văn Quyến giữ châu chứ đâu. Nó giữ châu chung với ổng, mình đâu có tin đâu. Vậy luôn à? Rồi, mà giờ sao rồi mới biết là không tin đúng Văn Quyến hồi đó giữ châu thiệt nội ơi. Ừ. Chứ phát từ nhà nông dân mà. Chân châu. Chân châu. Kêu bằng chân châu. Bây giờ nếu ai có châu giữ được là ngon đó. Giàu lắm mới mua châu nổi. Là con châu của nhà. Châu bây giờ nổi con nghé là nhiêu có nhiêu anh Tú? Nghé giờ bèo vậy là cũng ở khoảng 25 triệu. Còn con bự. Con bự nếu mà con cài được hoặc là ôi bây giờ ai cài con trâu đâu? Không, thí dụ á. Không, biết nó con cài á. Kéo lúa được á. Ừ, con nó có nhiêu? Con kéo lúa được cho con nó chắc cũng cỡ khoảng từ khoảng 300 mấy à. Chỉ 300 mấy triệu hả? Ờ. Giữ gì? Giữ gì? Để chơi. Trong cái lúa người ta mà nó cũng chơi. Tính đâu trên 100 triệu còn chơi được chứ 300 mấy rồi quá rồi. 300 mấy. Cái gì? Con kéo lúa được người ta tập cho kéo lúa được á. Tập cho kéo giống như mấy con nó thông minh ngày xưa nó biết kéo ngày xưa, còn bây giờ ai kéo bằng trâu nó đâu. Buổi bây giờ là 4.0 rồi ai mà còn kéo trâu. Không, dùng mà không có chứ dùng trên người ta có nhờ người ta kéo cây kéo trâu được là dùng gương lá dùng núi á. Thì là dùng cái trước nó kéo cái gì vậy con? Cây nó lấy súng rồi đó. Trâu không á. Nó nghe nghe vậy. Nhắc nói tới đây thì mình thấy là làm ruộng của quê mình á, hiện đại bây giờ thì nó cũng máy thấy khỏe. Cái làm cái gì cũng máy móc hết trơn à. Đúng rồi. Xịt thuốc cũng bằng máy bay luôn, nó giống như cái chiếc mà mình nói cho những người chưa biết thôi nha. Nếu mà một cái máy bay giống như chiếc Leica mà nó bành trảng mà lớn như vậy nè. Đó, xịt thuốc luôn. Rồi nói chung cái gì cũng máy móc hết trơn, đâu có gì mà tay chân như đâu. Không có mấy cái dùng đồng muốn nó ý mình nói là dùng mình ở đây nè. Nè, có chắc có xạ thì kia mới dùng thủ công thôi, còn cái gì đâu mà thủ công nữa đâu chạy. Thuốc còn máy bay nó dùng mình đây. Buổi là 4.0 công nghệ công thông tin tràn ngày phát triển rồi. Máy móc hết trơn rồi. Ừ, cái gì cũng máy móc, khởi cái gì cũng máy móc. Cuốc lúa, cài đất gì cũng máy móc, gặt lúa cũng máy móc luôn. Không có. Má bài rồi á này cắt ngâm được rồi phải không? Khô hết trơn. Ồ chắc video tới đây dài đó nha, không liền này chứ kết thúc video hả nha. Hẹn video sau đi. Nó hơi dài mà dài mình dựng cực lắm.
nói chung không có dựng gì, không có gì cực cái chừng mà nó cắt cố cái máy mình nó tải không nổi. Làm tới làm lui á. Chúc bà con thì tới đây dồi dào sức khỏe. Vô. Mời cả nhà lên cuối cùng cả nhà ơi. Cái này thì mình cũng công việc của mình này kia chứ mình không có làm YouTube nhiều được. Không có ăn á. Có tiền đi. Có tiền nhiều á. Ở hồi nhập nhiều mình cũng đầu tư cho đây luôn rồi chứ mình cũng chơi luôn rồi, ngày nào cũng chơi cũng vẫn được nhưng mà nó không có tiền nhiều, mình quay cũng quay chơi thôi. Kiểu là quay làm kinh để làm kinh nghiệm mà nói. Mình không thu nhập nhiều. Mình cũng còn một lượng fan trên cái kênh của mình nữa. Không quay không được. Nhưng mà công việc của mình nó quan trọng hơn, nó này nói thiệt. Mình không thể nào mà ăn nhậu hoài được. Bây giờ mình đi làm mới biết cái cảm giác như thế nào đó không? Không, mình đi ra đường không, mình đi công việc của mình mở miệng ra là không có thể nào mà có rượu chè trong đó được. Nên mình không có thở ra được cái nồng độ cồn được. Nó tính chất dược nó gì đó nhỉ.